Chào tất quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tự Chữa Lành, và Khải rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Trong thời gian qua thì Khải có nhận được một cái bình luận của bác Hiếu Đặng có nhờ Khải chia sẻ về cách chữa trị dứt điểm được căn bệnh là trào ngược dạ dày. Thì ngày hôm nay trong video này, Khải sẽ hướng dẫn cho bác cũng như là tất cả quý vị ai mà đang gặp phải tình trạng tương tự như vậy, bị những cái tình trạng về dạ dày nói chung hoặc là bệnh trào ngược dạ dày nói riêng, chúng ta có thể xem và có thể là tham khảo nha. Khải đã từng làm một cái video về căn bệnh trào ngược dạ dày này bằng cách là tác động vào những huyệt vị trên đông y. Thì trong video này Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị chúng ta sẽ áp dụng cái lý thuyết trong diện chẩn. Cách này thì cũng sẽ rất là hay, rất hiệu quả mà chúng ta cũng không cần phải dùng thuốc nha quý vị. Tuy nhiên trước khi đi vào cái phần nội dung chính thì Khải rất mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ cho Khải nha. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính nha. Đầu tiên á, thì chúng ta sẽ nói sơ qua về cái tình trạng bị trào ngược dạ dày. Thì đây chính là cái tình trạng cái dịch vị ở trong dạ dày của chúng ta bị trào ngược trở ra cái vùng thực quản. Và vì cái dịch vị này nó có môi trường là axit, cho nên á, khi nó trào ngược trở ra thì chúng ta sẽ cảm thấy bị bỏng rát cái vùng thực quản này, cảm thấy bị đau tức cái vùng thượng vị, ở chua, ở hơi, hôi miệng. Đó chính là cái triệu chứng điển hình của bệnh trào ngược dạ dày. Và nếu như mà không kịp thời điều trị hoặc là chủ quan chúng ta để lâu á, thì cái vùng thực quản này nó dễ bị viêm loét và thậm chí là nó sẽ biến chứng thành ung thư. Cho nên quý vị đừng chủ quan với căn bệnh này nha. Thì bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị những cái bước chúng ta thực hiện nha. Bước đầu tiên á, là quý vị sẽ tác động hoặc là hơ ngải cứu vào khu vực này quý vị này. Đây, cái khu vực mà nằm ngay chỗ cái giữa ngón cổ tay này, kéo dài lên phía trên này đó, chúng ta sẽ miết từ giữa cái cổ tay chúng ta miết lên khu vực này này. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị làm trước nha, còn Khải sẽ giải thích ở phần sau. Quý vị sẽ dùng ngón tay cái đặt vào giữa cái ngón cổ tay và miết lên phía trên như vậy này đó, miết lên phía trên chúng ta miết khoảng 30 cái như vậy để làm ấm làm nóng khu vực này đó. Miết dùng một cái lực ấn vào, vừa ấn vào và vừa miết chà lên phía trên như vậy đó quý vị, chà lên phía trên. Chúng ta làm đủ 30 cái thì chúng ta chuyển sang chúng ta làm cái bàn tay phải, chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy, đặt vào đây miết lên như vậy này đó, làm như vậy. Khải đã hướng dẫn thì Khải đưa cái bàn tay ra để cho quý vị có thể là dễ quan sát hơn. Tuy nhiên trên thực tế thì quý vị không cần phải làm như vậy, chúng ta chỉ cần để cái bàn tay song song trước ngực để một cách rất là thoải mái, ngồi một cách rất thoải mái và chúng ta miết như vậy này đó, làm như vậy. Và đó là cách dùng tay để tác động. Quý vị có thể dùng những cách khác như là dùng cái dao huyệt này, và quý vị sẽ chấm vào một ít dầu cao nha, cái dầu nóng đó, và chúng ta sẽ dây vào khu vực này này đó, dây vào đây, dây lên dây xuống cái khu vực từ giữa ngắn cổ tay này đó, chúng ta dây như vậy, chúng ta dây như vậy khoảng 2 đến 3 phút, rồi chúng ta sẽ làm tương tự như vậy, chấm dầu cao và dây sang cái từ giữa lòng bàn tay này, chúng ta dây lên cũng sẽ dây từ 2 đến 3 phút. Đây là cách thứ hai. Cách thứ ba là quý vị sẽ tìm mua ngải cứu để chúng ta thắp đỏ lên và dùng cái nhiệt này hơ vào giữa lòng bàn tay nha quý vị. Đó, cách này cũng sẽ rất là hiệu quả, hoặc là dùng máy sấy tóc để thổi cái hơi nóng ra vào khu vực này. Thì một ngày quý vị sẽ tác động vào cái khu vực giữa lòng bàn tay này á, bằng cách nào cũng được, bằng tay, bằng cây dao huyệt, bằng ngải cứu, bằng máy sấy tóc, cách nào cũng được cả, quý vị thấy tiện cách nào thì quý vị dùng cách đó. Một ngày chúng ta sẽ tác động vào đây 2 lần, một lần là vào buổi sáng sau khi thức dậy và một lần nữa là vào buổi tối trước khi đi ngủ là hợp lý. Và bây giờ thì Khải sẽ giải thích cho quý vị tại sao chúng ta lại tác động vào khu vực này mà nó lại giúp chúng ta chữa trị được tình trạng trào ngược dạ dày. Tại vì chúng ta tác động vào khu vực này là chúng ta dựa theo cái thuyết đồng ứng trong truyền chẩn. Đây là một cái thuyết được thầy Lý Phước Lộc áp dụng rất là hiệu quả để chữa trị được cho rất là nhiều người ở hải ngoại. Thì đồng ứng có nghĩa là những gì có hình dáng giống nhau thì nó sẽ có mối liên hệ mật thiết và đáp ứng với nhau.
Và dựa trên cơ sở này, chúng ta có thể chữa bệnh bằng cách tác động vào những khu vực, những bộ phận có hình dáng giống với bộ phận đang có bệnh. Nếu quý vị có nghĩ rằng chúng ta đang bị đau dạ dày, đang bị trào ngược dạ dày, tức là bị đau cái vùng thực quản này, cái vùng ngực này, thì chúng ta hãy tìm những khu vực có hình dáng giống với cái ngực này để chúng ta tác động vào đó, thì nó sẽ giúp chúng ta chữa trị được. Thế thì cái khu vực này quý vị, khu vực này là cái khu vực mà quý vị thấy được rằng nó giống với lại cái ngực của chúng ta. Đây chính là cái đường rãnh này, thì giống như là cái đường giữa ngực này. Còn cái phần thịt của cái bàn tay mà phía bên này á, giống như là cái ngực bên phải. Cái phần thịt ở bên trái này giống như là cái ngực bên trái. Đó, quý vị nhìn vào theo cái tư thế này này, cái hình dạng này này, nó giống với là cái ngực của chúng ta. Vậy thì chúng ta bị trào ngược dạ dày á, thì chúng ta lại tác động vào khu vực giữa này. Đó, thì nó sẽ giúp chúng ta chữa trị được bệnh trào ngược dạ dày. Nha quý vị, kể cả những cái tình trạng như là tức ngực khó thở thì tác động khu vực này cũng sẽ giúp chúng ta chữa trị được. Và bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị tác động vào một huyệt vị rất là hiệu quả để giúp quý vị có thể là cải thiện được cái tình trạng trào ngược dạ dày. Và huyệt vị này á, nó sẽ nằm trên cái vùng ngực của chúng ta luôn. Đó chính là huyệt đản trung. Thưa quý vị, huyệt đản trung này. À, đối với cơ thể của đàn ông á, thì nó sẽ nằm giữa cái tuyến ức và cái tọa độ theo chiều ngang á, thì nó sẽ nằm ngang với lại hai cái đầu ti của đàn ông. Tức là huyệt đản trung á, nó sẽ nằm ngay chỗ này quý vị này. Đây, đầu ti giống ngang qua. Đó. Còn nhưng mà Khải hướng dẫn cho quý vị cái cách mà chúng ta tác động ở đây á, thì chắc chắn là quý vị sẽ tác động được trên huyệt đản trung mà chúng ta không cần phải xác định chính xác quá. Kể cả phụ nữ hay là đàn ông, chúng ta dùng cách này thì chắc chắn tác động được trên huyệt đản trung. Đó chính là quý vị sẽ dùng cái phần cái gang bàn tay này. Đây, cái phần này chúng ta đặt vào vùng giữa ngực và chúng ta chà xuống, chà lên, chà xuống, chà lên như vậy. Đó, quý vị chà xuống chà lên, nhưng mà chúng ta phải dùng một cái lực, chúng ta ấn vào, vừa ấn vào và vừa chà xuống chà lên như vậy thì nó mới mang lại cái hiệu quả cao được nha. Chứ không phải chúng ta chà chà bên ngoài như vậy là nó sẽ không có hiệu quả, mà vừa ấn vào và vừa vừa chà lên chà xuống. Như vậy thì cái vùng da này nó sẽ ma sát với lại cái vùng da ngực của chúng ta và nó sẽ sinh ra nhiệt. Và nhiệt và một cái lực như vậy thì nó sẽ giúp tác động đả thông huyệt vị đản trung này hiệu quả. Từ đó thì sẽ giúp chữa trị được những cái bệnh ở ngực như là tức ngực khó thở này, rồi tình trạng bị trào ngược dạ dày này, và kể cả cái tình trạng là quý vị bị say xe, say tàu, chúng ta tác động vào khu vực này cũng sẽ giúp quý vị giải quyết được nha quý vị. Đó chính là cách thứ nhất. Cách thứ hai là quý vị sẽ dùng ngải cứu để hơi nóng vào đây nha quý vị, dùng ngải cứu để hơi nóng dọc theo cái tuyến ức này đó, hơi theo. Nhưng mà quý vị phải lưu ý rằng nếu như mà dùng ngải cứu để hơi vào khu vực này thì chúng ta cần phải cởi cái áo ra, chúng ta hơi trực tiếp trên cái bụng da. Nếu như mặc áo thì lại không có hiệu quả, nhưng mà ngược lại nếu như mà cái tàn ngải cứu này nó rơi xuống áo làm cháy áo, gây bỏng da rất là nguy hiểm. Cho nên dùng ngải cứu thì hiệu quả, nhưng mà quý vị phải cẩn thận để tránh gây bỏng da. Hoặc là quý vị dùng cái máy sấy tóc ở nhà, bật cái chế độ nóng thổi trực tiếp cái hơi nóng đó vào khu vực ngực này nha quý vị. Cái việc tác động vào khu vực ngực, đặc biệt là cái vị trí huyệt đản trung, không chỉ là có những cái tác dụng như mà Khải vừa nói, mà còn có một cái hiệu quả rất là cao, đó chính là tăng cường cái hệ miễn dịch. Tại vì theo khoa học á, người ta đã chứng minh rằng cái vị trí huyệt đản trung á, là nằm ngay trên cái tế bào T, là cái tế bào miễn dịch, tế bào miễn dịch. Vì vậy khi mà chúng ta tác động khu vực này làm giải phóng, làm tăng cường cái tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chúng ta có được một cái sức đề kháng rất là tốt để phòng tránh được những căn bệnh do virus đã gây ra như là cảm cúm, đặc biệt là bệnh COVID-19 nha quý vị. Và như vậy thì vừa qua Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị những cái mẹo trong viện chẩn cũng như là trong đông y rất là đơn giản, rất là dễ thực hiện, quý vị có thể thực hiện ngay tại nhà hoặc là giúp đỡ cho người thân của mình. Có thể giúp quý vị cải thiện được cái tình trạng trào ngược dạ dày rất hiệu quả. Khải hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ cung cấp cho quý vị những giá trị thật sự là hữu ích để giúp quý vị có thể là chăm sóc sức khỏe tại nhà. Và nếu như mà quý vị xem thứ hai, quý vị có thể nhấn like, chia sẻ cho những người khác cùng xem. Và quý vị có những thắc mắc gì hoặc là muốn Khải làm về chủ đề gì, quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video nha. Và quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để khi nào Khải ra video mới thì nó sẽ thông báo đến quý vị hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo nha.